Phát triển chăn nuôi bền vững theo hướng hiện đại chuyên môn hóa sẽ có phần nâng cao năng suất chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, đồng thời cũng giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chính vì thế, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có phê duyệt dự án đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung kết hợp vườn trại tại xã Phương Đình, bước đầu đạt được nhiều kết quả nhất định. Thế nhưng chính việc đầu tư không đồng bộ, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện đã dẫn đến nhiều hệ lụy. hộ nhà ông Toàn tại thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội nuôi khoảng 30 đến 40 con bò, 3.000 con thỏ trên phần diện tích 1.700 mét vuông. Từ khi có dự án chăn nuôi tập trung, ông Toàn đầu tư hệ thống chuồng trại và đi vào chăn nuôi từ năm 2016, trong đó đầu tư hệ thống bioga xử lý chất thải, đảm bảo môi trường. Trong thôn ấy, chăn nuôi trước đây thì nó sẽ rất ô nhiễm và ô nhiễm môi trường kinh khủng vì nuôi bò sữa rồi nuôi lợn mùi lắm thì được cái đề án là từ 2016 như tôi đây là cũng tham gia luôn là tôi ra ngoài đây để, để chăn nuôi để tập trung thế nhưng không phải tất cả các hộ chăn nuôi tại đây đều có hệ thống bioga nước thải chưa qua xử lý vẫn xả thẳng ra môi trường như thế này nhà nào có bioga là đã xử lý qua bioga thì nó trong còn nhà nào chưa có bioga thì, thì nó có lẽ là lẫn cả phần ra. Cái ô nhiễm môi trường nó ra mương máng ấy, mương máng đấy lại không chưa đường làm, là mương đất nó tắc không có đường thoát. Đấy. Có mương nhưng mà lại không thoát được. Được biết, năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng phê duyệt dự án đầu tư chăn nuôi tập trung kết hợp với vườn trại xã Phương Đình quy hoạch 24,624 hecta đất bãi đáy thôn La Thạch, phát triển chăn nuôi tập trung nhằm tạo việc làm, tăng giá trị kinh tế, đem lại thu nhập cho nông dân. Chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và hạn chế dịch bệnh, tạo ra sản lượng thịt an toàn, đáp ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng với thời gian thực hiện 30 năm. Trong đó, xây dựng hạ tầng chia làm hai đợt, Đợt 1, đầu tư xây dựng trục đường chính trong khu dự án và đường nối từ khu dự án đi dốc Đê La Thạch, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước cho tất cả các trục đường chính và đường xương cá, xây dựng bể xử lý nước thải, chăn nuôi tập trung. Đợt 2, xây dựng tuyến đường xương cá, lắp đặt hệ thống điện. Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, trong khu vực này vẫn ngổn ngang. Đường xương cá, rãnh thoát nước bè xử lý nước thải tập trung đều chưa được hoàn thiện và nước thải cứ thế chảy ra ngoài môi trường không qua xử lý. Do cái dự án thì chưa được hoàn thiện cho nên là các hộ chân nuôi có cái hệ thống nước thải chảy ra cái hệ thống cũng gây ô nhiễm mùi ô nhiễm nhân dân đã có ý kiến là trước đây là giao cho phòng kinh tế chủ đầu tư để thực hiện giai đoạn 1, thì giai đoạn 2... thì và những hiện có ý kiến là sẽ giao rồi với xã khảo sát để lập cái dự án uh, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước rồi là thu gom cái nước thải của khu chăn nuôi để xử lý. Chúng ta cần phải nâng cao những cái quy chuẩn tiêu chuẩn để là thắt chặt hơn, tăng cường kiểm tra hơn để làm thế nào để để họ cũng có thể chăn nuôi nhưng mà họ phải đảm bảo những cái quy chuẩn rất là chặt chẽ thì thì mới được. đấy tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái giải pháp tập thể để giải quyết các cái vấn đề để ô nhiễm môi trường ở các cái trang trại chăn nuôi. Dự án chăn nuôi tập trung là chủ trương đúng đắn mà các địa phương đã và đang hướng tới nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường khu dân cư. Thế nhưng, nếu như việc đầu tư thực hiện không đồng bộ, thì chỉ là đang chuyển qua ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác. Thưa quý vị, nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Sở xây dựng thành phố sẽ kiểm tra, giám sát chặt việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch cũng như xây dựng. Trong đó sẽ tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm cho nhà cho thuê không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Sở xây dựng giao trưởng phòng cấp phép xây dựng, trưởng phòng thẩm định dự án, trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng chấp hành nghiêm đầy đủ các quy định của pháp luật, thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy cùng với đó giao tránh thanh tra sở tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt việc chấp hành quy định về trật tự xây dựng từ đó kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đơn thuần nhưng sau khi xây dựng hoàn thành thì thực hiện bán hoặc cho thuê theo hình thức nhà nhiều tầng nhiều căn hộ đồng thời tổ chức cưỡng chế xử lý rứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn động theo quy định tuyệt đối không để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mà không được xử lý kịp thời gây bức xúc cho dư luận ảnh hưởng đến trật tự an toàn và đời sống của người dân căn cứ tình hình hoạt động các loại nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình cá nhân cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, thì hiện vẫn còn trên 320.000 phương tiện hết tiền trong tài khoản ETC lưu thông trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý trong 6 tháng đầu năm. VEC cho biết 6 tháng qua vẫn còn trên 320.000 phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí tự động không dừng lưu thông trên các tuyến cao tốc của đơn vị trong 6 tháng đầu năm. Làm giảm tốc độ lưu thông của phương tiện, gây ùn ứ và mất an toàn giao thông khi qua các trạm thu phí. Thực tế, những trường hợp trên đều được nhân viên trạm thu phí nhắc nhở, hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản qua trạm. Qua giả soát, 4 tuyến cao tốc do VSC quản lý khai thác giảm sâu 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái với 19 vụ va chạm, hai vụ tai nạn và 39 người bị thương và không thiệt hại về tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ. Qua thống kê, hai tuyến cao tốc, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và cầu rẽ Ninh Bình. Có lưu lượng xe thông qua rất cao, trên 11 triệu lượt. Trong đó, vượt qua các tuyến cầu rẽ Ninh Bình, tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây đạt 11,68 triệu lượt xe. Giữ vị trí cao nhất về lưu lượng, đây cũng là tuyến cao tốc tăng trưởng ấn tượng nhất trong các tuyến của VEC trong 6 tháng đầu năm với 18,53% so với năm 2023. Hai tuyến còn lại là Nội Bài Lào Cai và Đà Nẵng Quảng Ngãi có lưu lượng xe lưu thông qua lần lượt là 9,23 triệu lượt và 1,4 triệu lượt. Những khối cát đầu tiên sẽ đưa về công trường cao tốc trục dọc miền Tây trong những ngày giữa tháng 10 năm 2023 là tín hiệu tích cực để công trình trọng điểm quốc gia hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Dù vậy, sau 8 tháng khai thác thì hiện có hai mỏ cát đang được ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp cho tạm ngừng vì có liên quan đến việc sạt lở và khai thác quá độ sâu văn bản phê duyệt. Theo đại diện đơn vị khai thác, để bù tiến độ mỗi tháng nhà thầu cần từ 70.000 cho đến 80.000 mét khối mới có thể đảm bảo cho việc thi công. Thế nhưng với mỏ cát được cấp, nhà thầu khai thác tối đa công suất thì cũng mới chỉ đạt khoảng 75% nhu cầu. Mỏ cát tại đỉnh Đồng Tháp phục vụ gói thầu thi công cao tốc Cần Thơ Cà Mau do tổng công ty xây dựng Trường Sơn phụ trách thực hiện đến tháng 9 năm 2024 là sẽ khai thác hết trữ lượng được phân bổ. Trong cái đó để có thể nâng công suất, nhà thầu mất khoảng 2 tháng hoàn thành hồ sơ thủ tục theo quy định. Như vậy tức là từ tháng 8 năm 2024 nếu thuận lợi, nhà thầu sẽ được nâng công suất. Việc này thì cũng không còn ý nghĩa nữa. Thưa quý vị, trên dòng sông Lam tại Nghệ An có khoảng 50 điểm mỏ khoáng sản để phục vụ cho việc khai thác vận chuyển cát có đến hàng trăm con tàu vỏ sát hoạt động rầm rộ trên tuyến sông này. Thế nhưng hầu hết các con tàu này lại hết hạn đăng kiểm hoặc không có đăng kiểm, thậm chí còn được cải hoán sử dụng sai mục đích. Thực trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông đường thủy, mà còn cho thấy sự xem thường pháp luật của các chủ tàu. Phản ánh của phóng viên tại Nghệ An. Đưa tàu vỏ sắt dài 38 mét từ Thái Bình vào Nghệ An để phục vụ việc khai thác vận chuyển cát cho các mỏ khoáng sản. Dù không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện thủy nội địa, nhưng tàu của anh Trần Văn Hưng vẫn ngang nhiên hoạt động suốt 5 năm qua trên dòng sông Lam. mua lại những con thuyền này thì cũng hết đăng kiểm từ lâu rồi để bây giờ mà em mà đi làm mà đăng kiểm lại thì hình như kiểu em nghĩ rằng là nó khó lắm. hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành thị trấn Nam Đàn huyện Nam Đàn là đơn vị khai thác cát lớn bậc nhất Nghệ An đơn vị này có đến 32 tàu vò sắt nhưng tất cả đều hết hạn đăng kiểm hoặc không có đăng kiểm nhiều lái tàu không có bằng chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa. Hôm nay em đang đăng ký học có chưa học được ấy. Vì trường hồi chứ chưa mở. Vì học 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 tập xa lúc này chơi tỷ thời gian là sáu mươi học. Trước cái cái cấp ta thuyền chở hàng đó, nhưng còn điều bây giờ ra đấy thì đặc biệt của tập hà thì thuyền hiện nay tư trước cần giờ là mình từ khai thác và vận chuyển luôn. Đấy. Cho nên kiểu gì thì không có cái máy để lắp trên là mấy hút lắp vào đó. Nên để cắn cửa vào cái kẻ đó, thế nên là họ không kiểm định được. Tỉnh Nghệ An có 15 con sông với tổng chiều dài khoảng 1.200 km. Địa phương này có hàng trăm tàu vò sắt đang hoạt động. Thế nhưng, gần như tất cả đã hết hạn đăng kiểm. Nghiêm trọng hơn khi nhiều con tàu đã được cải hoán, lắp đặt thêm các loại máy để hút cát thay vì thực hiện chức năng vận tải như giấy phép đăng ký. Sai phạm rõ ràng, nhưng các tàu vẫn hoạt động rầm rộ trên sông. Giờ là về xử uh, phạt mà, mà mà nhưng mà chúng ta không không, không 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 có nơi neo đậu không có âu tàu không có điểm để tạm giữ thì đó là một cái khó khăn lớn nhất. Cái thứ hai thì uh, về người dân thì uh, khi mà xử phạt người ta chấp nhận xử phạt sau đó người ta lại thỉnh thoảng người ta lại đưa ra người ta hoạt động và trốn tránh lực lượng chức năng. Được biết, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Nghệ An đã lập biên bản 49 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy, sự phạt hành chính hơn 276 triệu đồng. Đây là con số khiêm tốn so với những sai phạm đang xảy ra tràn lan của các phương tiện thủy nội địa ở địa phương này.